Chào mừng các bạn đã quay lại với chuyên mục Học thành ngữ tiếng Anh qua video clip cùng Anh ngữ Thiên Ân. Trong chuyên mục kỳ này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về câu thành ngữ There's a lot more at stake xuất hiện trong bộ phim Eye in the Sky nhé. Giờ đây chúng ta sẽ cùng xem đoạn phim có chứa câu thành ngữ này nhé. Between Danford and numbers 4 and 5 on our most wanted list. We believe that they're connected to the recent suicide bombing in Kenya. We have information that they will be in this house today. This is an operation to capture, not kill. That's Danford. Weapon is armed. What's that? Given the new circumstances, I think we should abort. I need legal clearance to strike. I'm the pilot in command responsible for releasing the weapon. I will fire when this girl's out of the way. There's a lot more at stake than you see in this image. Như vậy, câu thành ngữ trên có nghĩa là gì? Chúng ta cùng xem lại đoạn phim để hiểu hơn về nó nhé. Bộ phim xoay quanh một nữ sĩ quan quân đội nhận lệnh thực thi nhiệm vụ bắt giữ những kẻ khủng bố ở Kenya. Để hoàn thành nhiệm vụ, bà chỉ huy cấp dưới lên kế hoạch tổ chức một cuộc tấn công bằng tên lửa vào hang ổ của bọn chúng. Tuy nhiên, khi kế hoạch đang chuẩn bị diễn ra thì một bé gái vô tình bước vào khu vực chứa vũ khí. Sự xuất hiện của cô bé vô tội đã làm gián đoạn chiến dịch tấn công và làm dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về một cuộc chiến tranh vô nghĩa thời hiện đại. Như vậy, there's a lot more at stake trong tình huống này có nghĩa là có thể thắng hoặc thua tùy thuộc vào thành công của một hành động cụ thể. Có quá nhiều rủi ro để chiến thắng. Câu thành ngữ khá hay đúng không nào? Các bạn hãy lưu lại để sử dụng trong ngữ cảnh phù hợp nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong kỳ tiếp theo.